Mình xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay thì mình có bị heo đến ngày thiến đó các bạn, hơn 10 ngày rồi. Bây giờ mình sẽ thiến để cho các bạn mới xem clip, các bạn tham khảo để các bạn làm theo. Rồi các bạn không cần nhờ ai hoặc là mướn người ngoài nha, các bạn tự thiến luôn để an toàn về vấn đề phòng dịch nha các bạn. Đây bầy heo của mình nha. Đực là 2 trứng nha các bạn. Rồi ok, bây giờ mình sẽ tiến hành mình hướng dẫn các bạn thiến. Trước khi vào vấn đề thiến heo thì mình xin lưu ý với các bạn một số vấn đề nha. Thứ nhất là mình ngưng nhận heo khoảng 2 đến 3 tháng nay, hiện tại heo của mình không đủ cung cấp cho khách hàng nên mình không nhận heo nữa. Thứ hai nữa là chủ yếu là khách hàng đến nhà mình bắt. Thứ ba nữa là heo của mình đang giao là 8 kg, là 1,7 triệu. Nhưng mà có một số người đang lợi dụng cái tên của mình là đi giao lại cho khách của họ là từ 17 đến 20 kg mà giá chỉ 1,450 triệu thôi. Không ai mà đi mua heo thấp ký giá cao mà nuôi lớn lên cao ký mà bán giá thấp lại. Mình xin khẳng định với các bạn nha, hiện tại heo của người chăn nuôi ở bên ngoài và heo của trại giống như mình hoặc là công ty đều giá đều cao hết. Hiện tại dao động là khoảng 1,6 triệu đổ lên 7-8 kg á các bạn. Còn mà trường hợp các bạn mua heo mà 10 mấy 20 kg mà giá 1,4 triệu, 1,2 triệu, 1,3 triệu đó, đảm bảo các bạn là heo dịch, khẳng định với các bạn là heo dịch nha. Các bạn lưu ý vấn đề này, các bạn khi mua cái gì á thì các bạn nên biết chỗ, biết địa điểm, nguồn gốc rõ ràng thì các bạn hãy mua nha. Hiện tại là các bạn muốn mua cái gì thì các bạn liên hệ trực tiếp với người bán chứ các bạn đừng có thông qua trung gian. Rồi ở đây mình quay sơ qua hai bầy mình chuẩn bị thiến cho các bạn xem nè. Bầy này là gần 10 ngày rồi các bạn. Bầy bên đây là tách bầy rồi nha, bầy bên đây là hơn 10 ngày rồi nè. Bầy bên đây là 13 con, 14 con mà nó bị yếu, 1 con nó bị hao rồi các bạn. Còn bầy bên đây 16 con thì ngày đầu tiên là nó đẻ đè con bự đầu đàn rồi. Rồi có một con nhỏ xíu nhất đàn á thì nó cũng yếu, nó hao rồi. Nó chỉ còn 14 con thôi nha các bạn. Trước khi các bạn thiến heo thì các bạn chuẩn bị giúp mình, đây là cái chai sức để cho mau lành vết thương. Còn amoc là kháng viêm để cho nó giảm sưng các bạn. Rồi đây là mình dùng cái này, bộ này là để thiến heo nha. Ở đây cây này là nó có một lưỡi nè. Đây mình dặn nó ra, lấy cái lưỡi này ra. Cái lưỡi này là không bén, không thiến được nha các bạn. Cái lưỡi này các bạn dùng để gọt giấy hay cắt bọc gì đó các bạn. Rồi ở đây là trong cái hộp này nó có 5 lưỡi nữa. Nhưng mà nếu mà các bạn cần á, thì mình sẽ cung cấp cho các bạn một bộ giống như vậy, rồi thêm 5 lưỡi. Cái này là lưỡi dao mổ nha các bạn. Cái này lưỡi này là rất bén nha. Lưỡi này là dùng được nha. 3, 4, 5 nè. Đó, một bộ như vậy là 29k. Các bạn cần á, thì các bạn mình sẽ cung cấp cho các bạn. Còn các bạn có cần thêm lưỡi thì cứ 10 lưỡi là 15k nha. Thêm 10 lưỡi là 15k. Rồi mình hướng dẫn các bạn lắp nè. Ở đây cây dao này để mình gọc, mình cắt cái này đi. Cái lưỡi dao mổ là đã sát trùng rồi nha các bạn, là đã khử khuẩn từ trước nha. Lưỡi dao mổ bén lắm, các bạn đừng có chơi với nó nha. Đó, trong này là đã sát khuẩn rồi hết rồi. Rồi bây giờ mình sẽ lắp lưỡi dao này vô nha các bạn. Nhìn trong điện thoại thì nó hơi khó lắp. Đó, mình lắp nó vô thì nó giống như vậy nha các bạn ơi. Rồi bây giờ mình sẽ bắt con heo lên, mình sẽ thiến bằng cái dao này cho các bạn xem nha, để các bạn tham khảo nha. Đây là lưỡi dao mổ nha, bén lắm. Rồi ở đây con heo là mình chuẩn bị thiến nè các bạn. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn xác định hai cái trứng của nó để các bạn gọc nha. Đây các bạn thiến một mình thì các bạn cứ ngồi giống gì nè. Đây các bạn bóp hai cái trứng đó nha. Ví dụ như các bạn xác định từ đây qua đây là cái trứng nó khoảng cách 10 mới dặn ra được, nhưng mà mình chỉ gọc là khoảng 6 đến 7 thôi các bạn. Đó, các bạn gạch một đường như này các bạn, khoảng 6 đến 7 thôi. Rồi bắt đầu tiến hành chúng ta gạch. Chúng ta gạch chúng cái trứng qua lớp da rồi, chúng cái trứng rồi. Rồi bắt đầu là mình sẽ gọc bể cái trứng luôn, các bạn nặng lên. Rồi mình gọc nha. Rồi ở đây sau khi thiến xong nè các bạn, các bạn nhìn thấy không, ở bên đây là có một cái cọng dây trắng nè. Các bạn tét, các bạn trả ngược lại. Rồi nó còn hai cọng dây đỏ, các bạn kéo ra. Kéo ra khoảng nhiêu nè, các bạn cắt. Rồi các bạn giục cái trứng đó đi nha. Rồi các bạn xức cái cồn này nè. Xong các bạn xịt lên. Rồi các bạn chích mũi amoc, rồi các bạn để xuống. Đây là con heo đầu tiên mình đã thiến xong rồi các bạn. Bây giờ mình bắt xuống mình thả về với mẹ đó nha. Đó, đây là con đầu tiên nha các bạn. Rồi bắt đầu mình sẽ tiến hành mình thiến những con còn lại nha. Rồi cái bầy bên kia luôn các bạn ơi. Đó,
Rồi xong rồi đó các bạn, mình vừa mới thiến xong 9 con đực nha các bạn. Đây cho các bạn xem nè, cái bầy kia thì để ngày mai mình thiến nha, hiện tại là tối mình thiến không kịp nha. 9 con ok nha các bạn. Mình chúc các bạn mới vào nghề thiến heo được thành công nha. Tự mình làm luôn các bạn, là tự heo đẻ, tự chăm sóc, tự làm luôn, không cần mướn ở ngoài nữa, tốn tiền và phòng dịch bệnh luôn nha các bạn. Thank you.